Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Xem chiếc CF Moto 300 SR 2022 ra mắt cái gam màu Tricolor hoàn toàn mới. Nó lấy cảm hứng từ cái cuộc đua ở nước Úc. Nhãn sức xe máy Trung Quốc CF Moto đang rất nỗ lực trong cái việc phát triển cái sự hiện diện cạnh tranh ở rất nhiều thị trường trên toàn cầu. Trong đó thị trường Úc đóng một vai trò là thị trường chủ chốt của cái hiệu này. Cụ thể CF Moto 300 SR 2022 trong cái năm 2022 đã giới thiệu thêm một cái gam màu Tricolor hoàn toàn mới, trong khi vẫn duy trì mức giá hiện tại rơi vào khoảng 5.790 đô la Úc, đổ ra tiền Việt tương đương khoảng là 95 triệu Việt Nam đồng. Cái chiếc CF Moto 300 SR 2022 tại bên thị trường Úc có một cái gam màu xanh da trời lấy cảm hứng từ cái cuộc đua, kết hợp cùng với gam màu đen Nebula Plus và gam màu xanh CF Moto Star Wars cổ điển. Điều này chắc chắn sẽ làm lại cho những anh em mới bắt đầu có nhiều cái lựa chọn hơn khi lựa chọn cái dòng 300 SR của CF Moto. Cái chiếc CF Moto 300 SR 2022 nó có phần chiều cao yên rơi khoảng 780m, trong khi cái phụ trước hành trình ngược 37m đi cùng hệ thống phanh đến từ là Sichuan, phanh ABS hai kinh đến từ là Continental. Màn hình DTT có thể chuyển đổi theo chế độ lái và kết nối hội di động, trong khi trọng lượng chỉ dừng ở mức 165kg. Về mặt thông số kỹ thuật, cái chiếc là CF Moto 300 SR 2022 còn số chứng minh cái phần động cơ xăng đơn dung tích là 292.4cc, làm mát bằng chất lỏng. Cái công suất đầu ra chỉ ở mức dưới là 30 hp tại thị trường nước Úc. Mặc dù được tới của nó là một cái chiếc xe dành cho người mới đầu nhập một mô tô cực lớn, nhưng những anh em đã có kinh nghiệm sẽ đánh giá rất cao những gì mà nó mang lại, đặc biệt đối với khả năng ứng dụng trong thành phố và đường đua. Exciter 155/2021, cái bản nâng cấp dành chân Belis cực kỳ đẹp. Cái chiếc Exciter 155 hôm nay đến từ cái bản tên là Hoàng, được tinh chỉnh lại toàn bộ tổng thể dàn chân bằng một chất liệu nhôm với những chi tiết như mâm, gấp heo dầu. Chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng cái dàn chân cực kỳ đẹp bằng nhôm Belis của cái chiếc Exciter hôm nay nhé. Phát cho mình phu nhiệt áo đen tem đỏ rất là đẹp, đi cùng với cái phần đầu được người chủ giữ nguyên không quá nhiều thay đổi. Toàn bộ chi phí dọn chiếc xe dồn hết xuống cái phần dàn chân. Phần đầu hay là cái phần bao tay đồ chơi, gù, ốc inox, đi cùng với đó là cái phần chế anh sao được làm lại nhỏ hơn. Khoét chứng minh dây áo được bắt cho lực holding kẹp sườn. Phiên bản là full đen này thì đời mới nhất hiện nay có mức giá thành cao hơn từ tầm 1 đến 2 triệu sau phiên bản bạc mà chúng ta từng thấy. Nhưng hiệu năng, mức tăng chỉnh, chiều dài thì không có gì thay đổi so với đời trước. Cái dàn chân hầm hố ngồi rất nhiều với dàn áo đó chính là nhờ vào con heo của Fando 4mm để xứng, đi cùng với dầu heo bóng đầu, đi cùng đĩa của Greenrass mang 260 sẽ cân đối cùng với heo dầu và còn được bố cán hết được cái mặt đĩa. Cái phần dàn chân sau được tinh chỉnh lại khá nhiều, tháo bỏ luôn phục xin, chuyển qua cái dòng là Holin bình dầu rời, loại chuẩn xin dành cho Exciter 150-115 sử dụng, nên lắp lên con xe không cần thay đổi trọng tâm con xe mà còn có nhiệt độ tăng chỉnh hơn. Cấp nhôm đồ chơi cầm lượng nhẹ, thẩm mỹ khá cao, kết hợp cùng với đó là heo dầu Fando 2bit để xứng. Tận dụng cái phần cấp nhôm, tháo bỏ luôn cái phần dệt con sim ra. Tận dụng điều đó sẽ khoe được cái bộ cái cây cuộc cũng khá là đẹp, nhưng làm lại cũng đất cát sẽ bắn trực tiếp vào tia cuộc, giảm cái độ bền của holding. Chính điều tốt nhất ở đây là có một cái miếng mica mà người chủ đã trang bị, tạo ra cái sự thẩm mỹ và có tính bảo vệ khá tốt. Chiếc xe độ được trang bị cho mình bộ mâm CNC K7 với bản mâm nhỏ hơn xin, tích hợp cho những bạn thích đi cái size bảo nhỏ. Người chủ còn tích hợp thêm cái bộ quanh bội CNC của nhà Raceboy, nhấn nhá bằng cái tâm màu đen để tạo điểm nhấn trên cái dàn chân cam. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, đừng quên tiếp nhấn like, subscribe.